Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một món bò hoàn toàn khác. Đấy chính là bò héo, là thịt mông, thịt vai và thịt thăn. Ướp rất là nhiều loại gia vị Tây Bắc khác nhau. Có hai cách ăn: xào với lửa lớn với các loại rau mình yêu thích, hoặc mình dùng lò vi sóng và cuốn với cải nha. Và đây là cái miếng bò héo khi mình cho ra khỏi túi nhá. Mềm và thơm mùi ám khói, mùi gia vị cũng rất là thơm. Và mình sẽ dùng lò vi sóng làm nóng lên và trải nghiệm nhá. Và sau 2 phút với lò vi sóng thì mình đã có một cái đĩa bò cuốn cải nha mọi người. Và đây là những cái miếng bò héo sau khi mình xé ra nha mọi người. Trông thịt rất là hấp dẫn, màu hồng hào, vừa chín tới nha. Xin mời mọi người nha. Cực kỳ mềm luôn nha mọi người. Cái miếng thịt bò nhìn nó hồng như này nhưng mà nó không hề giống một miếng thịt bò sống nha mọi người. Cái hương vị của nó rất giống cái hương vị của thịt gác bếp, có mùi ám khói nhưng mà nó lại mềm hơn thịt gác bếp rất là nhiều, ăn mềm tan luôn, ngon thực sự. Và cái gia vị trong đây người ta ướp đã rất là vừa rồi, ngoài ra thì có thể thêm với sinh tố lúa mạch thì tuyệt vời luôn.